Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một mẫu xe Daewoo Gencha có năm sản xuất 2010. Phiên bản á số sàn máy 1.5 máy xăng. Mang biển kiểm soát 98A01713. Hiện tại trước này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Daewoo Gencha bản sedan 2 đầu, tư nhân chính chủ biển Bắc Giang. Chiếc này đã được trang bị 4 bánh đa năng đúc. Tay lắm mở cửa đã được ốp inox mạ chrome, chân kính vè mưa đầy đủ. Hai cặp đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Màn hình cam nùi đầy đủ. Một mẫu xe Daewoo Gencha mang thương hiệu Hàn Quốc. Số sàn máy 1.5 máy xăng. 100 cây trước đây tầm độ 6 lít đến 6 lít rưỡi xăng trên 100 cây số. Rất đẹp luôn. Con này đã được độ lên gương kính chỉnh điện các bác nhá. La răng đúc. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhá. Gầm bệ chắc lịch. Gầm bệ chắc côn số ngọt. Một mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2010. Màn hình cam nùi đầy đủ. Hai cặp đèn phanh của nó này đã được ốp inox mạ chrome, rất là sáng bóng đều nhau. Còn đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ các bác nhé. Lốp dép rất là ok. Phần nào cua lốp không hề có dấu hiệu mọt. Lắp ốp bình xăng đã được ốp inox mạ chrome. Tay lắm mở cửa, chân kính vè mưa đầy đủ. Còn đây là phần nội thất của xe này. Ghế da rất là đẹp. Ghế da em mới bọc lại bộ áo ghế da mới tinh luôn. Mới tinh tình tình các bác nhá. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc cả đổ xăng mà sử dụng thôi. Hai quả loa phía sau. Âm thanh vũ trường cực hay. Chân lỉ vẫn còn nguyên bản theo xe. Chân lỉ nguyên bản theo xe. Đây là phần bệ bậc lên xuống. Phần hốc bản lề. Cột kèo đinh bấm. Cột kèo đinh bấm zin các bác nhá. Zin nguyên bản. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Một mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2010. Phần táp ly của cánh cửa đằng sau bên phụ. Một mẫu xe gia đình các bác nhá, không taxi, không dịch vụ. Rất đẹp. Tất cả khung cánh cửa không hề có hiện tượng mục mọt chi. Phần keo chỉ của nó, keo chỉ đều tấp tấp luôn. Nội thất sạch sẽ đẹp đẽ. Còn đây là phần hàng ghế đằng trước các bác này. Xe rất là đẹp các bác nhá. Màn hình cam nùi đầy đủ. Bô lăng này, bô lăng 3 chấu. Táp lô sạch sẽ đẹp đẽ. Ốc bản lề chưa hề động đến ca lê mà lết. Phần cột kèo, cột kèo đinh bấm các bác nhá. Cột kèo đinh bấm zin.
Đây là phần táp ly của cánh cửa đằng trước bên phụ. Rất là đẹp luôn. Phần khung cánh cửa không hề mục mọt các bác nhé, không hề mục mọt. Keo chỉ của nó đều tấp tấp luôn. Đăng kiểm của nó có đến tháng 7 năm 2021 các bác nhé. Đăng kiểm dài miên man. Phần lóc xe này. Còn đây là phần quả lốp đằng trước. Đằng trước bên phụ các bác nhé. Phần cua lốp không hề có dấu hiệu mục mọt. Keo chỉ zin. Một mẫu xe Daihatsu Gentra có năm sản xuất 2010. Phiên bản số sàn máy 1.5 máy xăng. Tư nhân chính chủ biển Bắc Giang. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng. Với giá tiền 165 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Daihatsu Gentra bản sedan 2 đầu, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Đã được lưng lên 4 bộ la răng đúc, lưng kính chỉnh gương chỉnh điện các bác nhé. Đã được lưng gương chỉnh điện. Còn đây là phần quả lốp đằng sau bên lái các bác này. Đó, lốp dẹp rất là đẹp. Phần cua lốp không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhé. Không hề mục mọt. Không taxi, không dịch vụ. Đây là phần táp ly của cánh cửa đằng sau bên lái. Phần keo chỉ các bác này. Keo chỉ zin đều tấp tấp luôn. Tất cả những cái khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhé, không hề mục mọt. Tất cả cột kéo đinh bấm nguyên zin. Đó, nguyên zin các bác nhé. Xe rất là đẹp. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy dịch vụ hoặc tránh mưa tránh nắng này, tập lái rất là ok. Táp ly của cánh cửa đằng trước bên lái. Bảng tổng của kính chỉnh điện. Đấy, đã được độ gương chỉnh điện nữa này các bác này. Phần khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhé, không hề mục mọt. Không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Ốc bản lề chưa hề động đến ca lê mở lên. Phần cột kèo, cột kèo đinh bấm zin nguyên bản. Sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp sau xe này. Bản sedan 2 đầu của nó, cốp của nó rất là rộng rãi các bác nhé. Rất rộng rãi luôn. Đây là phần máng nước này. Đấy, nguyên bản hai cái bên đều luôn, đều tăm tắp luôn các bác nhé. Phần keo chỉ của cốp, lỗ của nó vuông đét luôn. Tổng quan của lắp cốp còn đây là phần sàn xe này, lớp sơ cua này, đầy đủ đồ các bác nhé. Sàn xe đã được dán một lớp chống ồn. Sàn của nó này sáng 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 luôn các bác nhé, rất đẹp luôn.
Đấy, đã được dán một lớp chống ồn. Và sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Đây là phần bô lăng của xe này. Bô lăng của nó là bô lăng 3 chấu các bác nhé. Rất đẹp. Sau đây em sẽ đổ máy lên này. Vâng, máy đã đổ các bác nhé. Phần xi nhan hoạt động rất là trơn tru. Máy móc đổ rất là êm. Gạt mưa. Âm thanh vũ trường. Màn hình cam nồi. Đây, điều hòa của nó này. Điều hòa của nó rất là mát luôn. Những cái nút phím điều hòa này rất là đẹp. Quả số phanh tay. Phần là táp lô. Đấy, độ lên gương chỉnh điện này. Đó. Hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Đó. Phần kính lên xuống. Hoạt động rất là trơn tru. Tất cả những ốp cột này. Đó, khít khít luôn các bác nhé. Gương chiếu hậu, chắn nắng đầy đủ luôn. Tư nhân chính chủ biển Bắc Giang. Một mẫu xe gia đình Daewoo Gentra 165 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Gentra bản sedan 2 đầu. Xe gia đình các bác nhé. Không taxi, không dịch vụ. Rất đẹp luôn. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Daewoo Gentra các bác này. Máy móc khô ráo sạch sẽ các bác nhé. Lổ rất là êm. Máy vẫn đang lổ các bác nhé. Tiếng máy lổ thì thầm. Với giá tiền là 165 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Gentra bản sedan 2 đầu. Máy 1.5 máy xăng. 100 cây chiếc an tầm độ 6 lít đến 6 lít rưỡi trên 100 cây số. Chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em ở 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Đấy, tất cả những cái đường đinh bấm này, đinh tán giằng giật nguyên zin. Đấy, không đâm xô các bác nhé. Rất là đẹp. Máy móc thì khô rang luôn. Không hề có hiện tượng gì dầu. Máy lổ rất là êm. Còn đây là phần lắp capo này. Đó, tổng quan của lắp capo. Rất là đẹp các bác nhé. Phần tổng quan khoang máy.
Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Daihatsu Gencha có năm sản xuất 2010, phiên bản số sàn máy 1.5 máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.